Xin chào mọi người, tôi đã đổi danh bạ. Hy vọng là lần thứ ba này thì nếu mà nó thông suốt thì chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Và nếu mà nó khó nghe thì các bạn phản hồi cho tôi liền nha. Chúng ta rất là mong có một buổi trò chuyện suôn sẻ và hữu ích đúng không ạ? Tôi cũng đang rất là mong được chia sẻ với mọi người về chủ đề giúp con tự tin. Vì quả thật là câu chuyện tự tin nó vô cùng là quan trọng đến chất lượng cuộc sống của con chúng ta đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không giúp con điều này thì ai sẽ giúp con chúng ta đây? Cha mẹ chính là cái người quan trọng nhất làm cho những đứa trẻ tự tin vào bản thân mình hay là không. Và một đứa trẻ tự tin, tự ti hay là tự cao thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào giai đoạn mà rất nhiều vào cái giai đoạn tuổi thơ mà khi mà được ở bên cha mẹ. Từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất để hình thành cái tôi và cái ý thức về bản thân. Cho nên cái khả năng tự tin của con hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cách ứng xử của cha mẹ đối với con, cách giao tiếp của cha mẹ đối với con. Ồ, cảm ơn bạn Bình Nguyên đã nói là được rồi. Rất xin lỗi mọi người, tôi sẽ đang bắt đầu lại với video này đây. Lần thứ ba thì chắc là được rồi đúng không ạ? Tôi đang nhấn mạnh là cái vai trò của cha mẹ trong việc giúp cho con tự tin. Đứa con của chúng ta nó được hình thành nhân cách, hình thành tất cả những cái cá tính, cái nhận thức về bản thân mình và mọi người xung quanh. Từ đó bé tự tin hay là tự ti mặc cảm hay là tự kiêu, nó phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Trong cái giai đoạn lớn lên cùng với cha mẹ, được cha mẹ chăm sóc như thế nào, nuôi dạy ra sao, ứng xử giao tiếp như thế nào thì nó sẽ hình thành nên cái nhận thức về bản thân. Thực ra tự tin chính là một cái khả năng tự nhận thức về bản thân. Mình là ai? Tôi là ai? Nếu mà một người biết mình là chính mình, coi trọng con người bên trong của mình thì người đó sẽ rất là tự tin. Nhưng một người mà luôn luôn mặc, luôn luôn so sánh mình với người khác về những cái tiêu chí như là sắc đẹp, rồi sức khỏe, rồi tiền bạc, rồi bằng cấp, địa vị hay là thành tích thì chắc chắn sẽ luôn luôn ở khó mà tự tin được. Vì nếu mà so sánh những cái tiêu chí bên ngoài đó thì chúng ta luôn luôn hơn ai đó hoặc kém ai đó, và chúng ta sẽ luôn luôn rơi vào hai tình trạng là tự ti mặc cảm và tự kiêu đúng không ạ? Tôi xin nhắc lại là cái giá trị của tự tin nó vô cùng lớn. Chắc chắn chúng ta mỗi người trưởng thành, mỗi ông bố bà mẹ đều ý thức được là khi ra đời một cái người tự tin thì sẽ rất dễ thành công cho cuộc sống. Tôi thường nhấn mạnh là tự tin rồi mới thành công, chứ không phải thành công rồi mới tự tin. Nhờ có tự tin mà người ta phát huy được cái năng lực bên trong của họ. Họ dám nghĩ, họ dám nói, họ dám làm. Ôi, cảm ơn chị Tâm đã nói là nghe được rồi. Tôi xin bắt đầu lại cái mạch mà tôi đang trò chuyện với mọi người hôm nay. Cái sức mạnh của sự tự tin nó vô cùng lớn đúng không ạ? Tất cả chúng ta đi làm rồi chúng ta đều biết. Tôi chỉ xin nhấn mạnh lại để chúng ta thấy rằng là giúp con tự tin là chúng ta đang trao cho con món quà vô giá. Đấy chính là cái sức mạnh bên trong của con, giúp cho con vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời này. Một đứa trẻ tự tin nó sẽ sống hạnh phúc hơn, lạc quan, yêu đời. Nó luôn luôn rạng ngời, luôn luôn dám nghĩ, dám nói, dám làm. Và một đứa trẻ tự tin nó luôn năng động, luôn sáng tạo, luôn nghĩ những cái gì, những cái ngoài cái khuôn khổ, ngoài cái lối mòn. Tư duy sáng tạo và tư duy phản biện của đứa trẻ tự tin nó sẽ cao hơn rất nhiều những đứa trẻ tự ti mặc cảm hay là những đứa trẻ tự cao. Những người tự tin thì thường làm hạnh phúc hơn và cũng là cái người mang lại cái niềm vui cho mọi người xung quanh. Người này rất dễ dàng trong giao tiếp, rất thuận lợi trong giao tiếp và đặc biệt là kết nối với mọi người, chia sẻ với mọi người trong một cái sự tôn trọng chính mình và tôn trọng mọi người xung quanh. Tôi thường nói nhấn mạnh cái sự tự tin là một cái trạng thái. Tự tin chính là một cái trạng thái mà khi mà ta thấu hiểu chính mình, tôn trọng chính mình, yêu thương chính mình, chấp nhận chính mình và bao dung với chính mình. Và cũng tương tự như vậy với mọi người xung quanh, trân trọng mọi người, chấp nhận họ, yêu thương họ, tôn trọng họ và bao dung với họ. Chứ không phải tự tin có nghĩa là anh lên thuyết trình được một cái bài nói rất là hùng hồn trước người khác là anh tự tin, không phải vậy. Tự tin là khi người đó sống một cách rất là tự nhiên với bản chất thật sự của mình và không e ngại một cái lời chê tiếng khen của ai đó. Người đó hiểu mình là ai và người đó trân trọng cái con người bên trong của mình, luôn luôn tự tin với con người bên trong của mình, không có ngại lời khen, không có ngại lời chê, cũng không bị người dễ bị người khác nịnh bợ, xui xui xúi giục hay là mua chuộc, cũng không bị người khác làm tổn thương. Thế còn ngược lại, cái người tự ti mặc cảm á thì lại rất dễ tự ái. Khi mà ai đó chê một câu thì rất dễ tự ái, khi ai đó khen thì thấy là
tự tin hơn, nhưng sau đó thì lại cảm thấy không được tự tin lắm, mình thấy là hình như mình không xứng đáng lời khen. Đấy là những cái biểu hiện của tự ti. Cái người tự ti đánh mất rất là nhiều cơ hội trong cuộc sống, ngược lại hoàn toàn với người tự tin. Người tự ti mặc cảm sẽ không dám nghĩ, không dám nói, không dám làm, đặc biệt là không dám chịu trách nhiệm. Họ có làm sai họ cũng phải cố gắng bao biện. Chúng ta để ý mà xem, những đứa trẻ tự ti mặc cảm á, nó thường là cố gắng che giấu cái lỗi của nó có thể phải nói dối, nó có thể bao biện, nó có thể đổ thừa cho ai đó để mà nó không bị trách mắng, thì đấy là một cái biểu hiện rất là rõ. Nên vì thế mà nuôi dạy một đứa trẻ tự ti mặc cảm sẽ rất là vất vả, vì chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ xem là bé đó đang thật sự là muốn che giấu điều gì, nói dối điều gì đây. Thế còn nuôi dạy một đứa bé tự tin mạnh mẽ thì chúng ta thấy là nó rất là thoải mái, rất hồn nhiên, rất là tự nhiên trước mọi người. Và đặc biệt tôi cũng muốn nói thêm một cái khía cạnh nữa là cái đứa trẻ tự cao. Nếu chúng ta không có chú ý cái cách dạy, cách giao tiếp, cách chăm sóc và dạy dỗ trẻ, thì chúng ta sẽ thấy là cái đứa trẻ nó tự cao, nó sẽ rất là dễ coi thường mọi người, nó nghĩ là nó giỏi hơn mọi người. Nhất là những cái trường hợp mà tự cao vì nhan sắc, nó thấy nó đẹp hơn mọi người, nó được nghe mọi người khen là con đẹp, con xinh, con rất là tuyệt vời, thì nó lại dễ tự cao và nó luôn luôn thấy là nó hơn ai đó, hơn một đứa trẻ nào đó. Nhưng thực ra những đứa trẻ tự cao lại rất dễ là tự ti. Vì sao? Là vì khi mà nó mất đi cái mà nó tưởng là nó tự cao, ví dụ như là ai đó khen nó xinh, nhưng mà khi nó bị ốm, khi mà nó bị một cái không may nào đó nó làm cho nó không còn đẹp nữa, thì nó sẽ ngay lập tức rớt từ tự cao xuống tự ti rất là nhanh. Cho nên thường là những đứa trẻ tự cao nó lại rất dễ tự ti mặc cảm khi mà nó gặp thất bại. Và chúng ta tôi đã gặp rất là nhiều ca là cha mẹ cảm thấy rất lo lắng khi mà con mình đang học rất là giỏi, cái đà của nó học rất giỏi và nó luôn tự hào về bản thân, cái năng lực của bản thân và cái thành tích trong học tập. Nhưng mà khi nó gặp một cái thất bại, nó không được đứng nhất lớp chẳng hạn, hay nó không được điểm cao như nó mong muốn chẳng hạn, thì nó có một cái biểu hiện là tự tự ti mặc cảm ngay lập tức, chuyển từ trạng thái tự cao và sang tự ti nó rất là nhanh. Nhưng một đứa trẻ tự tin thì nó luôn luôn biết là ồ, hôm nay nó chưa đạt được thì mà ngày mai nó sẽ cố gắng hơn, và nó không buồn lâu về cái sự thất bại của nó. Nó luôn biết là con người có một cái giới hạn. Mỗi người đều có lúc làm tốt và có những lúc làm chưa tốt. Mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm, và nó chấp nhận bản thân và nó không có suy sụp sau một cái sự thất bại. Xin nhấn mạnh một vài điều như vậy để chúng ta thấy là dạy con cái sự tự tin đó, nó vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng đến từng hoạt động của con trong cuộc sống hàng ngày, ngay bây giờ, và ảnh hưởng đến tất cả những cái cách mà con mình sống, làm việc, tương tác với người khác trong tương lai sau khi mà con lớn lên. Nên vì thế mà khi chúng ta giúp cho đứa trẻ tự tin được, chúng ta có thể yên tâm rằng chúng ta đã trao cho con một cái sức mạnh tinh thần vô cùng lớn. Một người tự tin, người đó sẽ có một cái sức mạnh bên trong mà không ai có thể khuất phục được. Chúng ta biết là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có thể giúp cho con hiểu mình là ai và nó tự tin với con người của nó, thì nó sẽ thật sự nhận được một nửa cái vế của cái câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng rồi đấy ạ. Một người tự tin là cái người biết mình là ai, chứ không phải là thấy mình hơn ai đó, hại hơn cái hơn ai đó về hình dáng, hơn ai đó về bằng cấp, hơn ai đó về thành tích. Nó không phải là cái làm chúng ta tự tin đâu ạ. Nó thậm chí có thể làm chúng ta tự kiêu. Thậm chí một lúc nào đó khi chúng ta đánh mất những cái thế mạnh đó, chúng ta lại rơi vào tự ti mặc cảm. Nên vì thế mà cha mẹ hãy xin một lần nữa nhấn mạnh, chúng ta hãy giúp con chúng ta tự tin, thì điều đấy sẽ giúp cho mọi mối quan hệ của trẻ trở nên hài hòa hơn, trẻ giao tiếp với mọi người cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, trẻ sống hạnh phúc hơn, trẻ bình an hơn, trẻ chấp nhận những khó khăn, chấp nhận những thử thách, chấp nhận cả những thất bại xung quanh trẻ nữa. Xin chia sẻ một vài cái cách mà chúng ta có thể giúp con tự tin. Đó là thứ nhất, hãy khen ngợi trẻ, hãy khen đúng những gì trẻ làm được, và đặc biệt lưu ý hãy khen những gì bên trong trẻ. Một người nhận ra mình là ai là nhận ra cái giá trị bên trong, năng lực, phẩm chất, đạo đức, suy nghĩ, tình cảm, hành vi, tất cả những gì thuộc về bên trong của họ, chứ không phải là họ nhận ra những cái họ có bên ngoài. Những thứ có bên ngoài là cái khoác vào người thôi. Ví dụ tôi đang mặc bộ quần áo đẹp, hôm nay thì nó đẹp nhưng ngày mai nó không còn đẹp nữa, nó không còn mốt nữa, thì vậy tôi có tự tin được không? Nếu mà tôi nghĩ rằng tôi tự tin là vì tôi có bằng cấp, thì cái bằng cấp này thực ra nó có phải là cái làm tôi tự tin không? Không. Năng lực thật sự, cái kiến thức thực sự mới làm chúng ta tự tin. Còn bằng cấp nó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Cho nên chúng ta nhớ, chúng ta hãy khen trẻ những gì bên trong trẻ. Đấy mới thực sự là con người trẻ. Đấy mới thực sự là giá trị của trẻ. Nó nằm trong cái
Cái cách mà chúng ta khen trẻ rất là nhiều, nghệ thuật khen rất quan trọng. Nhiều cha mẹ khen con, ồ con được điểm cao khen này, con có một cái hình dáng bên ngoài rất dễ thương khen này, con mặc quần áo đẹp khen này. Tất nhiên những lời khen đó cũng rất là có ý nghĩa với trẻ, làm trẻ vui ngay lúc đó, nhưng nó lại làm cho trẻ dễ dàng rơi vào trạng thái là trẻ thấy trẻ hơn ai đó và trẻ kiêu ngạo. Rồi đến lúc nào đó cái lời khen của chúng ta trong tương quan người khác, trẻ lại thấy bố mẹ khen đẹp nhưng người khác lại không thấy đẹp. So với bộ quần áo của bạn khác, bạn ấy đẹp hơn mình, người đó, đứa trẻ đó lại không thể tự tin được. Nên vì thế, hãy nhấn mạnh cái lời khen ở cái con người bên trong của trẻ thì sẽ tốt hơn nhiều là một lời khen ở những thứ bên ngoài trẻ. Những gì trẻ đang có cũng đều rất là quý. Nhưng đức tính của trẻ, suy nghĩ của trẻ, cảm xúc của trẻ, con người bên trong trẻ quan trọng hơn. Ví dụ chúng ta trò chuyện với trẻ mà chúng ta thấy trẻ nói tốt, diễn đạt tốt, chúng ta có thể khen là ồ hôm nay con nói con dùng từ rất là chuẩn, con có vốn từ đa dạng đấy, chắc là những cái cuốn sách mà con đã đọc và mẹ và con đọc mỗi tối đã giúp con có nhiều vốn từ như vậy. Thì khi mà trẻ được khen cái khả năng thực sự, khen cái ngôn ngữ của trẻ, khen cái cách nói năng của trẻ, trẻ sẽ tự tin ở mọi nơi mọi lúc, nhất là trong giao tiếp. Chứ còn nếu chúng ta khen trẻ có gương mặt đẹp, bộ quần áo đẹp thì nó chỉ vui trong vài phút giây mà thôi, nhưng nó sẽ không khiến cho trẻ tự tin đâu ạ. Nên vì thế rất là mong chúng ta nhận thức rõ tự tin đến từ đâu và chúng ta sẽ khen đúng những cái con người bên trong của trẻ, cái giá trị thực sự của trẻ, cái thực sự là con người trẻ, thì khi đó trẻ sẽ thấy là ồ, trẻ rất tự hào về mình, trẻ thấy mình đặc biệt, trẻ thấy mình có giá trị, trẻ thấy mình được trân trọng. Đấy là một lời khen đúng lúc, một lời khen chân thành, cụ thể và có ích. Một cái điều thứ hai rất là quan trọng đó là xin ngừng so sánh trẻ với bất kỳ ai. Nhiều cha mẹ cứ nghĩ rằng là ồ, nếu muốn con tốt hơn thì phải dùng những cái tấm gương, dùng những cái nhân vật xung quanh con để mà so sánh, để mà con nỗ lực, con cố gắng. Nhưng thực ra chúng ta lại không biết rằng cái so sánh như vậy lại làm cho trẻ tổn thương kinh khủng nhất. Chúng tôi gọi vui là đấy là hội chứng của cha mẹ, là hội chứng con nhà người ta. Cứ luôn luôn lấy con nhà người ta để so sánh với con nhà mình thì làm cho những đứa trẻ nó không nghĩ là đó là tấm gương tốt để nó phấn đấu đâu ạ. Nó lại nghĩ là bố mẹ coi thường nó, là bố mẹ chê bai đó, bố mẹ không chấp nhận đó. Thì chúng ta lưu ý điều này. So sánh trẻ với người khác không bao giờ giúp trẻ tự tin được, cũng không bao giờ giúp trẻ tốt lên được đâu ạ. Hãy giúp trẻ phát huy chính cái năng lực của bản thân con thôi. Một đứa trẻ nó có thể rất là nhanh nhẹn nhưng nó hơi ẩu một chút xíu. Chúng ta hãy khen cái nhanh nhẹn của nó và hãy động viên nó cẩn thận. Chứ chúng ta chú ý so sánh cái cẩn thận của con người khác, ồ cái bạn này bạn cẩn thận này, chị con cẩn thận này, em con cẩn thận mà con không được cẩn thận như vậy thì đứa trẻ nó cảm thấy rất là tổn thương. Cái đức tính nhanh nhẹn của nó thì lại không được chúng ta khen, mà cái sự gọi là cẩn thận không cẩn thận của nó thì lại bị chúng ta đem ra so sánh người khác. Thì cái điều lưu ý thứ hai này rất là quan trọng đấy ạ. Xin quý vị phụ huynh đừng có lấy con nhà người ta ra để mà so sánh với con mình. Ngừng so sánh con mình với bất kỳ ai. Khi mà con chúng ta chỉ có thể tự tin khi mà nó được là chính nó thôi ạ. Nó được phát huy cái thế mạnh của nó và nó nhận ra những cái nhược điểm của nó và nó biết cha mẹ giúp cho con biết cách khắc phục những nhược điểm đó, chứ không nên là so sánh. Một cái điều thứ ba đó là không có chê. Điều này thì tôi thấy cha mẹ hiện đại cũng khá là tốt rồi đấy ạ. Nhiều bậc cha mẹ cũng hiếm khi chê con lắm. Nhưng cũng có rất nhiều cha mẹ vẫn dùng cái cách là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, cho nên là vẫn chê con, vẫn la mắng con. Cách đây khoảng 10 cái thế hệ trước đây, ví dụ như tôi chẳng hạn, thì cha mẹ thường dùng lời chê để mà con mình khá lên. Có khen thì khen trước người khác thôi, chứ không có khen trước mặt con mình bao giờ. Thì đấy là một cái điều mà làm cho đứa trẻ cảm thấy không có coi trọng mình, bố mẹ không có ghi nhận những cái nỗ lực của mình, chỉ có chê mình thôi. Mặc dù là chê cũng rất là có giá trị, nhưng mà chúng ta nhớ là phải có nghệ thuật chê. Cái lời chê tốt nhất là lời gợi ý thay đổi. Ví dụ như là tôi vẫn còn nhớ một cái lời chê rất là tế nhị và làm tôi cảm thấy cực kỳ có ích cho tôi. Đó là lời chê của một giáo viên chuyên gia Đức với tôi. Tôi viết chữ thì không có được đẹp, thậm chí là xấu nữa. Thì khi mà thầy dạy tôi á về phương pháp sư phạm, thầy mới nói là nếu như Thúy viết to hơn thì người học sẽ nhìn thấy chữ của Thúy. Thì cái lời 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 gắt nhắc nhở của thầy làm tôi nhớ đến tận bây giờ luôn. Và khi mà tôi viết bảng thì tôi đều chú ý là viết to lên để mà mọi người có thể nhìn thấy chữ của mình. Thì cái lời lời chê đó nó rất là tế nhị đúng không ạ? Một cái góp ý thay đổi chứ không chê.
chúng ta mà chê á, chúng ta sẽ làm cho trẻ bị tổn thương lắm. Nhưng nếu chúng ta góp ý thay đổi, nếu con làm thế này thì con sẽ được thế này, giống như là người thầy của tôi đã dạy tôi, nếu em viết to hơn thì người học sẽ nhìn thấy chữ của em, thì tôi sẽ cảm thấy rất là yên tâm là ồ, mình vẫn có thể thay đổi được, mình vẫn có thể nỗ lực được, mình vẫn có thể cải thiện được cái nhược điểm của mình. Thì tôi không hề tự ti mặc cảm mà tôi còn biết cách tôi thay đổi như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là các bậc cha mẹ hãy học cái cách biết cách góp ý thay đổi, hãy bỏ cái từ chê ra khỏi ngôn ngữ của chúng ta đi, hãy góp ý thay đổi cho con để mà con không có mặc cảm, con không có những cảm xúc tiêu cực, nhưng mà như là khi bị chúng ta la mắng, chê bai, chỉ trích. Trong Cú Đắc Nhân Tâm mà tôi đã có lần trò chuyện các bậc phụ huynh đó, thì một trong những nguyên tắc vàng quan trọng nhất của Đắc Nhân Tâm đó là không chỉ trích, không oán trách, không than phiền, đúng không ạ? Và nguyên tắc vàng thứ hai là thành thật khen ngợi và cảm kích người khác. Thì chính hai cái điều này nếu quý vị phụ huynh áp dụng cho con mình thì con chúng ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều đấy ạ. Con biết cái con người bên trong của con, thế mạnh của con là gì qua lời khen, và con biết con cần thay đổi điều gì để hoàn thiện bản thân qua lời góp ý thay đổi, chứ không có bị tổn thương vì những lời chê bai chỉ trích mắng mỏ của cha mẹ. Nhất là cái so sánh đấy ạ, vì khi chúng ta biết là một người tự tin là một người biết mình là ai và không so sánh với bất kỳ ai. Mỗi người lớn chúng ta cũng thế, nếu muốn tự tin thì phải ngừng so sánh với tất cả mọi người xung quanh. Ta không không hơn ai, ta không kém ai, ta là một con người đặc biệt, ta có những năng lực riêng, ta có những cá tính riêng, ta có những suy nghĩ riêng, ta có những cảm xúc riêng, và chúng ta cần tôn trọng chính mình, cần chấp nhận chính mình, và chúng ta cũng cần tôn trọng người khác, cần chấp nhận người khác. Thì đấy là một điều mà vô cùng quan trọng liên quan tới nhận thức về mình. Mình là ai chính là nhận con người bên trong của mình thì mình mới có thể tự tin được. Còn khi nào, bất cứ khi nào mà mình còn nhận thức mình là con người bên ngoài, là hình dáng của mình xinh đẹp hay xấu xí, là bằng cấp của mình cao hay thấp, là tiền bạc của mình nhiều hay ít, thì không bao giờ chúng ta tự tin được đâu ạ. Chúng ta sẽ luôn luôn, một là tự cao khi thấy ta hơn ai đó, hai là ta tự ti vì thấy ta kém hơn ai đó. Nên vì thế muốn cho con mình tự tin thì xin ngừng tất cả mọi so sánh, không so sánh con với bất kỳ ai cả, để giúp con hiểu con là chính con, bố mẹ yêu thương con dù con có là một đứa trẻ như thế nào. Con luôn luôn có thế mạnh của con, mặc dù con có rất nhiều điều mà cần phải thay đổi, cần phải sửa, cần phải hoàn thiện, nhưng con rất đặc biệt. Con có những cái điều kỳ diệu mà không phải ai cũng giống như con. Đấy là những điều mà chúng ta có thể trao gửi cho con mỗi ngày. Hãy khen con là một người đặc biệt, con là một người duy nhất với cha mẹ và bố mẹ yêu con. Đấy chính là điều thứ tư mà tôi muốn chia sẻ. Đó là quý vị hãy bày tỏ tình yêu thương con nhiều hơn mỗi ngày. Yêu thương qua lời cảm ơn bạn Bình Nguyên đã có câu hỏi. Đứa bé bình thường thì rất là năng động, vui chơi, tự tin, nhưng khi mệt, khi khóc thì hay cáu gắt, nói hỗn thì phải làm thế nào? Bé của bạn Bình Nguyên là 3 tuổi, con trai. Cái trạng thái mà cáu gắt, khi mệt, khi khóc á, tôi đã phân tích vào buổi hôm trước, khi cha mẹ làm gì khi con bướng bỉnh đấy ạ. Lúc đấy là lúc mà trẻ đang chướng. Cái chướng này là chướng của tuổi lên 3 đúng không ạ? Nó không liên quan gì đến chuyện là tự tin hay không tự tin đâu ạ. Nó liên quan đến trạng thái cảm xúc vui vẻ hay là bực bội của trẻ. Thường đứa trẻ mà nó mệt, nó đói, nó muốn ngủ thì nó hoặc là có cái gì đó không vừa ý thì nó rất là dễ cáu gắt. Và lúc này thì điều quan trọng nhất là bố mẹ hãy làm cho trẻ ổn định tâm lý. Ví dụ như là hãy đáp ứng nhu cầu của trẻ. Nếu trẻ muốn ngủ hãy giúp cho trẻ được ngủ. Nếu trẻ mệt hãy giúp cho trẻ được thư giãn hơn. Nếu mà trẻ đòi hỏi những cái gì đó vô lý thì chúng ta hãy giúp cho trẻ tách khỏi cái môi trường mà trẻ đang đòi hỏi, thì cũng làm cho trẻ cân bằng lại cảm xúc nhanh hơn, và từ đó trẻ bớt những trạng thái cảm xúc tiêu cực đi. Đặc biệt những lúc mà trẻ quấy, trẻ khóc, trẻ bướng đó thì cha mẹ nên tránh tránh tối đa cái việc chê bai trẻ.
hay là đánh trẻ lúc này. Nếu chúng ta cứ chê con là con hư quá, con bướng quá, con lì quá, thì chắc chắn những cái từ đó nó sẽ dán nhãn vào cái tâm thức của trẻ, và trẻ sẽ ám ảnh là mình là một đứa trẻ không ra gì, mình là đứa trẻ hư, bướng, lì, làm cho bố mẹ không vui, làm cho bố mẹ ghét. Một đứa trẻ nó sẽ rất là khó tự tin nếu mà nó thấy rằng bố mẹ ghét nó, bố mẹ chê bai nó. Nên vì thế mà những cái lúc mà con chúng ta bướng bỉnh, con chúng ta không như ý là lúc mà thử thách chúng ta nhất. Xin nhấn mạnh lại là muốn con tự tin thì chính chúng ta phải là người rất là bình tĩnh. Chúng ta bình tĩnh cũng thể hiện là chúng ta tự tin đấy ạ. Nếu quý vị không bình tĩnh thì chúng ta sẽ có những cái lời lẽ nặng lời với trẻ, sẽ có những cái hành động không hay với trẻ, và như vậy sẽ làm cho đứa trẻ nó giảm dần cái sự gọi là tự tin vào cái giá trị bản thân. Trẻ bị mắng, trẻ bị la, trẻ bị đánh, trẻ bị người lớn bày tỏ cái cảm xúc khó chịu, cảm xúc không ưa, thì đứa trẻ nó sẽ rất là khó khi mà nó muốn thể hiện bản thân nó, khi mà nó muốn tự tin trước người khác. Nên vì thế mà tôi mới nói, muốn nhấn mạnh lại với mọi người rằng cái cách mà chúng ta giao tiếp một trẻ với trẻ mỗi ngày, cách mà chúng ta nuôi dạy trẻ từ chuyện cho ăn, cho ngủ, cho đến đi chơi, mọi hoạt động của cha mẹ đối với con, nếu chúng ta không thể hiện cái tình yêu thương, sự động viên, sự khích lệ, thì có thể chúng ta vô tình làm cho trẻ mất tự tin. Có thể trẻ sẽ rơi vào trạng thái tự ti mặc cảm hoặc là tự cao. Ví dụ như là tôi vừa mới phân tích đó, nếu chúng ta chê bai trẻ, trẻ sẽ cảm thấy bị ám ảnh bởi lời chê bai đó. Con lì quá, con bướng quá, con hư quá, thì đứa trẻ nó sẽ cảm thấy không bao giờ có thể, giống như là nó là một đứa trẻ không ra gì và nó không có thể thay đổi được. Những cái lời mắng nhiếc đó nó không có giá trị đối với trẻ đâu ạ. Nó không giúp cho trẻ thay đổi. Chính những lời khen, lời động viên, lời khích lệ, đặc biệt là cái lời chia sẻ của cha mẹ với những cái điều con chưa làm tốt, thì đứa trẻ nó mới tự tin sửa lỗi sau này. Ví dụ như là nó có thể đánh đổ một món đồ, chúng ta có thể nói là không sao, con đánh đổ mà con chưa có bị món đồ đó đâm vào tay là mừng, mẹ mừng lắm rồi, con lần sau con cẩn thận hơn nhé. Thì khi mà chúng ta động viên trẻ, khích lệ trẻ, mỗi khi trẻ gây ra một cái hậu quả gì đó, chúng ta chỉ cho trẻ hậu quả, chúng ta chỉ cho trẻ nguyên nhân, và chúng ta hướng dẫn trẻ cái cách làm sao lần sau con cẩn thận hơn. Ví dụ con cầm cái ly như thế này này thì con sẽ không bị đổ vỡ, thì con đi chậm thì con sẽ không bị đổ. Mỗi lần mà chúng ta hướng dẫn cho trẻ như vậy thì trẻ sẽ thêm thêm một cái cơ hội là ồ, con có thể làm tốt hơn, lần sau con có thể làm tốt hơn, thì như vậy đứa trẻ nó sẽ tự tin hơn. Một vài cái gợi ý như với quý vị như vậy để quý vị thấy rằng là giúp cho trẻ tự tin là một hành trình, một cái quá trình mà chúng ta cần giao tiếp với trẻ rất là kiên nhẫn. Thứ nhất nhắc lại đó chính là hãy biết khen trẻ, khen cái con người bên trong, khen những cái gì trẻ thực sự nghĩ, thực sự làm, thực sự có thành tích, chứ không khen những cái gì bên ngoài. Thứ hai là không có so sánh trẻ với bất kỳ ai. Thứ ba là không có chê bai trẻ. Hãy giúp cho trẻ thay đổi, hãy sửa lỗi cho trẻ. Thì đấy là ba cái cách quan trọng nhất để chúng ta trong cái giao tiếp thực sự với trẻ để giúp trẻ tự tin. Một cái chung nhất chúng tôi gọi là cách thứ tư, nhưng thực ra nó là bao quát nhất, đó là cha mẹ hãy thể hiện cha mẹ yêu con, trân trọng con trong từng cử chỉ, lời nói, hành vi. Tránh tối đa cái việc đánh mắng la hét trẻ. Thì đấy là bốn cái lưu ý mà tôi muốn nhấn mạnh. Có bạn Mỹ Dung đã nói là có cô bé gái 5 tuổi ở nhà rất tự tin, chứ ra ngoài im lặng ít nói, ai hỏi cũng rụt lại núp sau lưng người lớn. Cảm ơn bạn. Ở trong một giai đoạn phát triển tâm lý của trẻ thì trẻ cần phải có một cái quá trình thích nghi với môi trường bên ngoài, với những người bên ngoài, trong cái quá trình xác lập mối quan hệ của trẻ với mọi người xung quanh. Nên vì thế mà có một lúc nào đó chúng ta thấy con chúng ta chạy đằng sau lưng chúng ta, núp sau lưng chúng ta, rồi ít nói, ít giao tiếp, trong khi hồi bé trẻ rất là mạnh mẽ, tự tin, thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên ạ, và chúng ta cũng đừng có chê bai trẻ. Tại sao ngày xưa mạnh mẽ vậy mà bây giờ lại gián bà thế? Đôi khi chính cái lời chê bai đó, cái lời nhắc nhở đó tưởng là có lợi nhưng lại rất là có hại cho trẻ đấy ạ. Chúng ta hãy chấp nhận đây là một cái quá trình, chúng tôi gọi là một giai đoạn chuyển tiếp trong cái quá trình phát triển tâm lý của trẻ, để mà trẻ có cơ hội từ từ hội nhập vào với mọi người. Bạn hãy động viên trẻ nhiều hơn để trẻ sẵn sàng trò chuyện với mọi người, bằng cách là hãy nói là con ơi, con có thể ra đi nói chuyện với các bác được không, các cô được không, mình gợi ý thôi, còn nếu trẻ chưa sẵn sàng thì xin đừng bắt. Có rất nhiều cha mẹ có hành vi là bắt con phải chào người khác bằng được,
cảm thấy con mình không chào là một cái gì đó rất là xấu hổ, mà quên mất rằng chúng ta càng bắt trẻ chào khi trẻ không sẵn sàng, càng bắt trẻ giao tiếp khi trẻ chưa sẵn sàng thì càng làm cho trẻ chán giao tiếp hơn, sợ giao tiếp hơn và tự ti mặc cảm hơn. Nên vì thế mà xin bố mẹ hãy có một cái sự chấp nhận cái giai đoạn giao thời này của con. Hãy chấp nhận những cái giai đoạn trẻ núp sau lưng chúng ta, trẻ ngại ngùng giao tiếp với người khác. Có thể là vào khoảng 4 5 tuổi, có thể là muộn hơn, cũng có thể là sớm hơn tùy từng cái sự phát triển của một đứa trẻ. Chúng ta hãy kiên nhẫn và động viên trẻ thôi. Từ từ chúng ta nói chuyện một lúc, cho trẻ quen với mọi người một lúc, từ từ trẻ sẽ tiến ra và trẻ sẽ giao tiếp một cách thoải mái hơn. Còn nếu chúng ta ép, chúng ta bắt con phải chào bác, bắt chào, đôi khi tôi rất là ngại khi mà tôi gặp một gia đình nào đó mà họ cứ bắt con họ chào tôi bằng được và cảm thấy con họ không chào thì giống như là đứa bé nó đang vô lễ, thì tôi nói không, đừng đừng bắt cháu chào, hãy đợi một chút xíu, tí nữa tôi với bé chơi với nhau thì đến lúc mà tôi về bé chào cũng đâu có muộn đâu. Thì thường là bậc cha mẹ lại không có nghĩ là như thế là bình thường, mà nghĩ là con mình không chào có nghĩa là nó không biết giao tiếp, con mình không chịu ra nói chuyện mọi người ngay từ đầu có nghĩa là nó đi mặc cảm. Dạ không phải đâu ạ, chúng ta đừng có đánh đồng cái trạng thái mà trẻ đang thích nghi với mọi người xung quanh nha, với cái sự tự ti mặc cảm. Cái sự tự tin hay không á, nó phụ thuộc vào cái nhận thức bên trong của trẻ chứ không phải là cái biểu hiện bên ngoài. Biểu bên ngoài là một cái quá trình tích lũy, đến lúc nào đó khi trẻ đủ tự tin, trẻ đủ kinh nghiệm giao tiếp, trẻ sẽ thoải mái với mọi người hơn, trẻ sẽ chơi với mọi người hòa đồng hơn. Bạn Mỹ Dung ơi, bạn có thể giúp con bạn, thứ nhất là hãy cho cháu đi chơi nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn, giao tiếp với mọi người nhiều hơn, thì khi đó trẻ cũng sẽ có kinh nghiệm. Và đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, mẹ mẹ hãy khen bé nhiều nha, hãy động viên bé nhiều. Và khi nào mà bé mặc cảm tự ti đấy, thì chiều đi đến khi mà khách về đó, khi mà đưa con về nhà đó, bạn có thể nói với con là hôm nay nếu mà con nói chuyện với ra nói chuyện với các bác các cô thì mọi người sẽ rất là thích con đấy, vì con là đứa trẻ rất đáng yêu. Tức là mình sẽ động viên con như vậy và cho con một vài gợi ý nếu lần sau mà như hôm nay thì con nên làm gì, thì tốt hơn là mình chê bai con hay là mình la con. Tôi cũng biết rất là nhiều cha mẹ là khi khách về thì bắt đầu la con, hôm nay bố mẹ rất là xấu hổ với con không có chào khách, con không có nói chuyện với khách, vân 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 vân. Điều đó sẽ càng làm cho đứa trẻ cảm thấy thu mình hơn, đứa trẻ càng cảm thấy ngại giao tiếp, sợ giao tiếp và không thích giao tiếp với những người đến gia đình mình hơn, thì điều đấy chỉ có hại chứ không có lợi, đúng không ạ? Cảm ơn bạn Mỹ Dung, hãy kiên nhẫn nha. Bé gái thì thường cái sự rụt rè nó cũng 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 có một chút xíu trong cái giai đoạn phát triển nhá, giao thời của bé. Bạn cứ kiên trì động viên khích lệ, bạn kiên trì cho cháu giao tiếp với nhiều người, bạn kiên trì khen động viên khích lệ con người cháu, thì từ từ cháu sẽ tự tin hơn. Một quá trình muốn tự tin được thì một quá trình, đúng không ạ? Người lớn chúng ta cũng có rất nhiều người đâu có dễ dàng, cho đến bây giờ 4 50 tuổi rồi cũng còn chưa tự tin mà. Cho nên một đứa trẻ thì nó cần có thời gian. Cảm ơn mọi người đã rất là kiên nhẫn khi mà tôi đổi đến video thứ ba rồi, mọi người vẫn là muốn theo dõi, muốn nghe. Xin thư giãn với mọi người bằng một câu chuyện về cái sự tự tin. Tôi thường hay kể với các bạn sinh viên khi mà tôi chia sẻ về đề tài này một câu chuyện, đó là câu chuyện về bán cho con. Ở câu chuyện này như sau. Người bán hàng treo tấm biển trên cửa có ghi bán chó con. Tấm biển đó có sức thu hút kỳ lạ với bọn trẻ xung quanh. Đứa nào cũng muốn có một con chó con. Trong số ấy có một cậu bé nhỏ nhắn đứng ngoài cửa rụt rè hỏi: "Bác bán bao nhiêu tiền một con chó con ạ?" Người bán đáp: "Từ 30 50 đô la." Cậu bé cho tay vào túi và rút ra mấy tờ tiền lẻ. "Cháu có 3 đô la và 37 xu. Cháu có thể xem một vài con chó không ạ?" Người bán hàng cười và huýt sáo. Người giúp việc chạy ra theo sau là 5 chú chó, trông như những cục bông bé nhỏ. Một chú chó trong số đó rõ ràng rất chậm chạp, lết theo ở đằng sau. Ngay lập tức, cháu bé chỉ vào con chó nhỏ chậm chạp đó và nói: "Chú chó nhỏ kia làm sao thế ạ?" Người bán hàng giải thích rằng con chó bị tật từ khi mới sinh và sẽ phải đi khập khiễng suốt đời. Cậu bé xúc động, rất xúc động và nói: "Cháu mua nó." Người bán đáp: "Không, rõ ràng cháu không muốn mua nó đâu. Nếu cháu thích, bác sẽ cho cháu đấy." Cậu bé tỏ vẻ không vui. Cậu nhìn vào mắt người bán hàng và kiên quyết: "Cháu không muốn thế. Con chó đó cũng đáng giá như những con chó khác, cháu sẽ trả đủ tiền. Bây giờ ba cháu trả trước bác 3 đô la và 37 xu. Hàng tháng cháu sẽ trả tiền cho bác. Đến khi nào đủ thì thôi."
Người bán ngần ngại, bác không nghĩ là cháu muốn mua nó không bao giờ chạy nhảy hay vui đùa như những con chó khác được đâu. Nghe vậy cậu bé hơi kéo một ống quần lên, người bán hàng nhìn thấy chân trái của cậu bé bị liệt, được cố định bằng một cái vòng sắt rất to. Cậu bé nói, cháu cũng không chạy được đâu và chú chó này chắc chắn cần một người hiểu nó. Chúng ta thấy đấy, qua câu chuyện này, chúng ta thấy trong cuộc sống dù chúng ta là ai thì vẫn luôn luôn có một người coi trọng cái giá trị của chúng ta. Con chó nó bị khập khiễng, nó đã được một cậu bé đồng cảm với cái khó khăn của nó, đồng cảm với cái tật nguyền của nó, vì cậu bé cũng đồng cảnh ngộ và cậu bé hiểu cái giá trị của con chó. Tôi tin rằng cậu bé này cũng là một cậu bé rất tự tin, hiểu được cái giá trị của mình, nó không phụ thuộc vào chuyện mình có bị khuyết tật hay là không, chân mình bị đau hay là không, nó phụ thuộc vào cái bản chất bên trong của bé, tính cách của bé, lòng thương người của bé. Và tôi tin rằng cậu bé này sẽ lên với một cái sự tự tin về giá trị bản thân rất là mạnh mẽ, vì cậu nhận ra giá trị của con chó, cậu nhận ra giá trị của tất cả mọi người xung quanh, mọi vật xung quanh. Và từ đó cậu sẽ đối xử hài hòa với tất cả mọi người, bình đẳng với tất cả mọi người, và cậu tự tin trong mối quan hệ với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn Mỹ Dung. Ở nhà bảo gì cũng được nhưng ra ngoài thì bé không chịu giao tiếp. Không phải là không chịu đâu ạ, bé chưa quen thôi. Bạn hãy để cho bé có thời gian thích nghi nha. Hãy cứ động viên bé nhiều hơn, khích lệ bé nhiều hơn, cho trẻ ra ngoài chơi nhiều hơn. Nhưng xin nhấn mạnh lại là đừng ép bé phải giao tiếp khi bé chưa sẵn sàng nha. Có bạn Hữu Nam nói là con trai đang học cấp 3, nó rất mải chơi nên khi về nhà hoặc ở trường thì dường như là tự kỷ. Còn với bạn thì về nhà thì như là tự kỷ, còn với bạn thì nó như khiếu vậy. Cảm ơn. Không biết là anh Hữu Nam, đúng ạ, chắc là anh Hữu Nam. Con anh đang học cấp 3 thì cái giai đoạn này thì trẻ coi trọng bạn bè, cho nên là với bạn bè thì trẻ nói rất là nhiều và trẻ hòa đồng, trẻ chia sẻ được rất nhiều thứ. Còn với bố mẹ thì hình như trẻ ngày càng xa cách và trẻ cảm thấy khó chia sẻ những cái câu chuyện của trẻ với cha mẹ. Giai đoạn này thường là giai đoạn rất là khó khăn của cha mẹ với con cái trong giao tiếp. Xin anh đừng 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 chia đừng nói là cháu tự kỷ nha. Tự kỷ là một một hội chứng phổ tự kỷ dành cho những người mà bị hạn chế cái khả năng giao tiếp với xã hội ở mọi nơi mọi lúc. Còn cháu nhà anh thì không hề bị tự kỷ đâu ạ. Chúng ta thường dùng tự kỷ như một thói quen khi mà chúng ta quay về với chính mình không chịu giao tiếp với ai, đúng không ạ? Đấy, đấy, chúng ta không có nên dùng đó là từ tự kỷ. Vì như thế thì chúng ta sẽ vô tình làm tổn thương những người đang mắc phải cái chứng hội chứng tự kỷ. Riêng cái câu chuyện này thì chúng ta cần phải tăng cường cái sự đồng cảm với con mà thôi. Đôi khi chúng ta giai đoạn này khó khăn nhất đó là cha mẹ học làm bạn với con, học cái cách yêu cái sở thích của cháu, yêu cái hiểu cái cách nói năng của cháu. Đôi khi là chúng ta phải bắt đầu lại, tìm hiểu lại những cái thói quen, những cái sở thích, những cái cách nói của cháu để chúng ta có thể thông cảm, chúng ta có thể bớt khó tính với cháu. Tôi được biết là rất nhiều cha mẹ ở giai đoạn này khó chấp nhận con cái nên hay càm ràm, hay chỉ trích. Có rất ít phút để nói chuyện với con thôi, nhưng mà chỉ nói những cái câu căng thẳng thôi thì làm cho đứa trẻ ngày càng xa cách chúng ta hơn. Nên vì thế mà ở nhà thì trẻ thường đóng lòng với cha mẹ, thường không có nói gì với cha mẹ cả, khó giao tiếp với cha mẹ vì nghĩ là có nói thì cha mẹ không hiểu, có nói thì cha mẹ cũng không chia sẻ. Nên đây là vấn đề mà nó mắc kẹt trong cái câu chuyện là truyền thông trong gia đình. Nếu mà đứa trẻ nào nó đang đóng lòng với cha mẹ đấy thì có nghĩa là có một thời gian không thực sự đồng cảm với trẻ, chúng ta đã không thực sự chia sẻ cảm xúc với trẻ, chúng ta cũng không rời gần gũi trẻ, cho nên là trẻ mới đóng lòng lại. Hiện tượng này nó không xuất hiện ngay lập tức đâu ạ, nó là một quá trình. Nên vì thế mà chúng ta muốn trẻ lại sẵn sàng mở lòng với chúng ta, nói chuyện lại với chúng ta thì chúng ta cần kiên nhẫn. Một cái ý nữa là trong giai đoạn này á, thì cái việc trẻ đến với bạn bè dễ dàng hơn và trẻ ít nói chuyện với cha mẹ là một biểu hiện rất là bình thường, tự nhiên ở hầu hết các đứa trẻ ở tuổi dậy thì, tuổi vị thành niên, chứ không phải chỉ riêng trường hợp con anh Nam đâu ạ. Nên anh hãy chấp nhận giai đoạn giao thời này nhé, và kiên nhẫn mở lòng với con, kiên nhẫn khen con nhiều hơn, động viên con nhiều hơn. Mỗi lần mà con sai ấy, thì chúng ta nên sửa lỗi bằng cách là gợi ý thay đổi, chứ không nên là chê bai hay là tôi xin lỗi là cái máy tính nó bị hết pin.
cha mẹ chỉ cần thay đổi cái cách cư xử với con một chút xíu thôi, thì từ từ rồi đến khi cháu lên hết cấp 3, cháu lên đại học, thì cái mối quan hệ của trẻ với cha mẹ sẽ trở lại dần dần cái sự gần gũi, cái sự thân mật như ngày xưa. Nhưng điều này là cái cách mà ta giao tiếp với trẻ trong giai đoạn vị thanh niên này đấy ạ. Nhưng mà nhớ là đừng sốt ruột ạ, vì cái giai đoạn này nó sẽ rất là cần cái sự kiên nhẫn của cha mẹ, chúng ta không vội vàng đốt cháy giai đoạn được đâu ạ. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều, mặc dù hôm nay cái mạng nó chập chờn nhưng mà cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ với tôi hôm nay. Chúng ta sẽ tôi trong tuần tôi sẽ cố gắng xem lại cái mạng livestream này cho nó tốt, và chúng ta sẽ trò chuyện với nhau vào chủ nhật tuần sau. Tôi mong là trong những tuần này chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn với các con, vì quả thật nói về chuyện dạy con thì không không bao giờ là hết được. Hôm chúng ta nói một phần một chút xíu liên quan tới con chúng ta, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau cái cách mà chúng ta có thể hạnh phúc bên con mỗi ngày, cách mà chúng ta có thể là dạy con đúng phù hợp với con và để con tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Con hạnh phúc thì chúng ta cũng hạnh phúc, đúng không ạ? Tôi chỉ xin nhấn mạnh lại cái chủ đề hôm nay thôi, đó là giúp con tự tin, là chúng ta đang trao cho con một cái sức mạnh bên trong cực kỳ tuyệt vời để sau này con thành công, con hạnh phúc, con đủ bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Không ai, không bố mẹ nào có thể theo con suốt đời được, đúng không ạ? Chỉ khi chúng ta cho con sự tự tin, sự mạnh mẽ thì chúng ta yên tâm rằng ở đâu với ai, chúng ta cũng sẽ con chúng ta cũng sẽ biết cách linh hoạt, biết cách thay đổi, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm để con có thể hòa đồng với mọi người, con có thể thể hiện được năng lực của mình. Rất mong chúng ta hãy nhớ là muốn con tự tin thì chính chúng ta cũng phải học sự tự tin. Nếu cha con cái mà thấy cha mẹ tự ti mặc cảm hay là cha mẹ kiêu ngạo thì con cái cũng có thể bắt chước chúng ta đấy ạ. Nên vì thế là nói gì thì nói, con cái cũng là nhìn vào cha mẹ để soi. Chúng ta không thể dạy con bằng lời đâu đâu. Chúng ta hãy dạy con bằng hành vi, bằng thái độ, bằng cử chỉ mỗi ngày. Và nhấn mạnh lại bốn cái điểm quan trọng mà tối nay tôi chia sẻ. Đó, thứ nhất là hãy khen con, hãy biết khen con. Thứ hai là hãy ngừng so sánh con với bất kỳ ai. Thứ ba là hãy góp ý cho con thay đổi chứ không chê bai, không chỉ trích, không la mắng. Thứ tư là hãy thể hiện tình yêu thương của chúng ta với con để con thấy rằng là con là một đứa trẻ rất đặc biệt, rất giá trị với cha mẹ, và cha mẹ tôn trọng mà cá tính của con, tôn trọng cảm xúc của con, tôn trọng suy nghĩ của con, tôn trọng hành vi của con. Trong cái cách chúng ta nói năng hàng ngày, chúng ta tránh tối đa cái sự áp đặt với con, thì đấy cũng là cách mà nho nhỏ thôi nhưng mà mưa dầm thấm lâu. Tôi tin rằng quý vị sẽ giúp cho con hiểu được cái con người bên trong của con, trân trọng con người bên trong của con cũng như là trân trọng mọi người xung quanh. Từ đó con thật sự tự tin với một cái nghĩa là thì thấu hiểu giá trị của bản thân, yêu thương bản thân, chấp nhận bản thân, bao dung với bản thân và cũng trân trọng mọi người xung quanh, cũng trân trọng giá trị của họ, yêu thương họ, bao dung với họ, tha thứ cho họ, thì khi đó con chúng ta sẽ có được cái mối quan hệ giao tiếp tốt với mọi người, và từ đó con chúng ta sẽ học giỏi hơn, ra đời sẽ làm việc thành công hơn. Rất mong quý vị sẽ đạt được một cái mong ước, đó là con tự tin. Hãy nhớ mọi thứ đều ở trong tay chúng ta, đúng không ạ? Hãy giúp con chúng ta hiểu mình hơn nha, bằng cách trân trọng cháu, khen ngợi cháu mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tối hôm nay.